Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh.
Cũng vang em có út một xoàn, nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh,
với bao màu xanh ngát hồn ta, nguyện em trôi vào đêm vui. Ơi hò khoan, ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Suối mái chèo vui bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đồ che khăn này, đôi môi hồng mịn cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi.
cũng cho ẩm chế với cháu cho nó, cháu nó xá luôn nha, mấy ông ngồi tự nhiên vậy đây. Xá con, bốn xá nữa con, đây xá con. Xá nữa con. Xá nữa, đủ rồi, xong. Rồi đó rồi chưa, thì thế nha. Con dạy vợ một ly rượu nha. Rồi con đưa bà mẹ ly rượu nha. Đó, uống làm cho con nó lại. Đó. Đưa đưa mẹ mất đó nhắm vô đây. Đứng sát sát vô con, sát sát vô vợ giúp đó. Quay phim đi con, tự nhiên là chết chết rồi. Ủa hết chưa? Vui không? Vui. Tự nhiên thẳng gì đó rồi mình cắt chứ sao đâu. Được chưa? Rồi, bây giờ chưa bây giờ cho hai cháu nó con nuôi lớn lên nghe lời mà được gả về quá quý cho hai cháu nó xá thế là bốn lại hai lại ha, được không? Rồi xá hai xá con ngay vào đó, xá con một hai rồi cảm ơn rồi, rồi xong còn hai cụ mở gì vô chú thím mình không? Không, cái này mới cháu không? Ai, có ai, ý nói còn người nào lớn là không. Chế hết ra không? Yeah. Rồi, rồi. Thôi giờ xin tất cả với hội đồng chứng tộc quý anh em mình giờ rất cũng là tốt, tranh thủ thời gian thôi cho chúng tôi rất tốt, rồi mình dẫn mình chọn. Ha? Dạ, dạ. Dạ, nữa không? Rồi, sao? Thôi ra con, hai đứa ôm vậy con, ôm vậy đó, xá con chứ mày, xá con. Rồi. Quay trong. Quay trong con, ôm vậy đó con, xá con, hai xá con. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh xa xuyến lý chung tình. Một quay ra con, hai đứa quay ra con, xá hai xá. Rồi xong, xin kính trình hội đồng chuyển tộc quý ông, giờ chắc cô lễ đây là làm xong, sao chúng tôi được thỉnh hội đồng chứng tộc bên nhà gái đưa cháu và chồng dùng gia đình chúng tôi một ly rượu một bữa cơm thân mật gia đình chúng tôi. Rồi cho một chồng có tay lớn hơn. Người ơi thương tư mà chim sao sẽ chỉ luôn kiếm tiếp thương chàng từ lâu.
Hạnh phúc thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi. Và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền, cho tim anh tôi vẫn lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ cho nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thơm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mến mong. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu che dấu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu anh thương ở. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly qua cầu. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu anh thương hờ. Tân hôn gia
đình nhà của quên nó có thiệp tên gì đó, tên nhà chú thiệp này cái buộc thiệp á. Thôi thôi cái gì cứ gì đó. Cái nằm ca cho buổi lễ căn hôn hôm nay chủ hôn là ông Nguyễn Ngầu nữa và bà Lê Châu Lê Châu Sa là bên đặt chỗ như là ông bên nhà họ Nhạc Trai là bên đặt cho cha mẹ anh Nhạc Trai rồi sau bên nhà gái ông bà Cao Hoàng Minh chủ hôn bên nhà gái Lý Thị Mỹ Lương. Xin giới thiệu tất cả quý ông hội đồng biên tập bên nhà trai và hai bên bây giờ rất là tốt rồi là đã tiến hành làm lễ còn cái hôm nay là đó là bên cái thánh viên là cậu như là còn chú trai này Nguyễn Tiến Hà và cái hôn còn là Trương Cao Mỹ Cao Lý Thái Trân. Xin giới thiệu giờ rất là làm lễ ra đúng giờ tốt. Xin kính trình hội đồng biên tập quý ông quý bà đôi bên chấp thuận đôi bên cho đôi bên ra nói ra mà mời đặt cho biên tập cha mẹ đôi bên anh mời hai em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
1 2 Bây giờ con coi vui nè. Coi mặt lên nữa nè, cậu mở gì dưỡng chú thiếp đó. Lúc nào cũng đi luộc để nè. Rồi hai ông muốn cái một tên. Bây giờ con cạnh của hai em mà nuôi con ra đời được cái cứ trả gì là có miếng rồi đấy, đứng để đi. Bây giờ như vậy là đi bán miếng rồi hai con hai cháu cho cháu nó lại hay xá nè. Bập liền rồi con làm lẹ đến nguội rồi thôi xong. Thay mặt là nó ai cậu mở gì? Em muốn sổ cho cậu nó vậy, muốn sổ cái gì? Người nào đưa chậm cho đi liền này nè. Đông. Dạ, dừng ai cho cháu. Đưa đi cậu nghe, chụp mang thôi. Dừng ai qua, dừng ai triệu. Rồi, nhanh ra, dừng mang mà. Mày đây là đứng hả? Đứng ngồi à? Đứng luôn. Đứng luôn đi. Đứng nào chỉnh nằm chứ không có ngồi. Vậy thôi làm, quay đồ, cái khác quay đồ. Ai đi. Cái gót thêm nữa con, ai tới là đường ngủ, đường ngủ con. Con hả? Con đừng có phân cách nội và ngoại giùm mấy nha. Đừng có bây giờ mà hỏi nói gì nó trời ơi, kêu nội kêu ngoại là tụi mấy ơi. Như không? Cậu hút ba. Cậu hút 5 triệu ha. Rồi anh đây đây. Anh đây nhận cho Thịnh nè. Rồi 2, 3. Cậu hút ba hả? Cậu hút ba. Giỡn đâu? Giỡn ra. Giỡn ra. Các bạn đừng cầu không? Thay mặt lớn cặp nào lẹ lẹ vô đây 9 giờ rồi. Chạy đi anh, chạy xoay vô đây, xoay vô cô dâu giùm em ơi. Cái đó kêu làm gì đây? Gì? Gì? Có gì tờ? Đi coi em đếm cho. Chạy kỳ lắm nha. Chạy chấm lại nè. 3 4 5 Dạ đi 5 triệu. Vậy dưỡng đó nha. Dạ. Dùng nào cũng cứ đi ngon trời đâu. Rồi ai tới chuẩn bị tới bà lẹ lẹ đi em ơi. Rồi cái gì vô luôn đi. Rồi uống hết rồi. Bà Phượng nè, chị Bà Phượng kìa. Con vô luôn đi. Con vô luôn đi nè, đại chị. Hai đại chị tám cho chị. 1 triệu. Mấy? 1 triệu. 1 triệu. Bà nhìn ra trước giùm em đi nè. Bà Phượng đi 1 triệu. Ông đó viên đây tôi nói làm không làm đâu. Nè ông nè, ông nào đứng nói cho ông đó tao biên thì mà đi chung lúc nè. Vậy đó nói, coi tiền đó rồi, vậy đó chừng đó là... Thay mặt nữa ai nè, cậu mở chị dưỡng chú thích nè. Cô sáu cho cái cô bông chỉ. Dạ, cô sáu cho bông chỉ vàng. Cô sáu nhìn đây chụp hình luôn, cô sáu ơi. Dạ. Nhìn đây chụp hình luôn nè, rồi chụp luôn nha. Cảm ơn cô sáu. Cô sáu chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha. À, cảm ơn cô sáu. Còn ai cô nào đâu? Cô bảy, cô tám. Cô bảy, cô tám. Mấy cô nè, cô đi. Mấy cô tỷ. Cô bảy ơi, dạ xuống đây. Cô bảy, cô bảy. Sao bảy ôm cho. Xe ra đó. Xe. Rồi, nhìn nhanh cô. Còn ai còn cô đâu? 2, 3. Còn. Cô tám nữa. Cô tám nữa. Cậu đi, cậu đi, cậu đi. Cậu đi. Hai, đừng nói cho cô đi. Chị hai, chị hai. Nhìn hai, chị hai. Chị hai, chị hai. Chị hai, chị hai. Sao anh hai không bước vô? Rồi, 2, 3. Anh hai giữ con rồi. Lắc này đi đây. Thôi vậy rồi chưa? Thay mặt nữa ai anh chạy em còn bước vô đi. Ai nữa? Còn cô tám mà đâu có tài nữa ra chịu lại chứ đâu mà thay đồ đi. Bây giờ mời ông xui này nè. Góp nước trà mời ông xui nè, uống cái cây mời xui ra uống lo vô tiền đi lại bài nè. Mời cho lòi giang chăng. Ờ, cái nữa. Ờ, cái ra. Hai sát. Hai trái con. Rồi đi con. Ai chứ cái này là nhà gái rồi nhà trai cùng lại chúng tôi đây là tầm năm sau là khỏi đi ra là cũng mời mời quý anh em đến ăn cơm với là chồng dù thì tôi đi đổ dù chúng tôi bữa cơm ăn mặc cách là nhà gia đình chúng tôi.
tình yêu là một giai điệu tuyệt vời của tuổi trẻ và trái tim, và là sắc màu của tương lai và hạnh phúc. Và mỗi con người chúng ta ai rồi cũng sẽ đi tìm một nửa còn lại để yêu thương, sẻ chia và gắn bó. Trong cuộc hành trình đi tìm một nửa yêu thương của chính mình, tìm sự đồng điệu để gắn kết hai tâm hồn, hai trái tim yêu, đôi bạn Tiến Đạt và Thái Trân đã tìm đến bên nhau. Và thế là thời lẽ bóng nhường chỗ bước chung đôi, hai trái tim hòa chung nguyện ước, hai đường cuộc đời nguyện ở bên nhau. Được sự thuận ý kết tình thông gia giữa hai bên gia đình, đã chính thức tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn Tiến Đạt và Thái Trân. Và đó cũng chính là niềm hân hoan chính cho buổi tiệc siêu đại hôm nay. Vì nếu như nói cha là niềm tin, là điểm tựa để ta vững bước trong cuộc sống, thì với con tim tràn đầy từ mẫu, mẹ dạy cho ta biết yêu thương và nhân ái với cuộc đời. Núi cao chi lắm núi ơi, công cha nghĩa mẹ đất trời cao hơn. Vâng, nơi đến công cha nghĩa mẹ là nơi đến đạo lý, là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta, thể hiện sự hiếu đạo vẹn toàn của bậc làm con. Và sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu những người đã có công sinh thành dưỡng dục và là những gì tinh thần vững chắc cho cô dâu và chú rể. Đầu tiên về phía gia đình chủ tiệc, tức là họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Rồi và bà Lê Châu Sa, là song thân của Thăng Lan Nguyễn Tiến Đạt. Và quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón gia đình năm chủ hôn. Xin mời bà tiến về cùng lễ. Về phía họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời ông Cao Hoàng Minh và bà Lý Thị Mỹ Nương, là song thân của tân nương Cao Lý Thái Trân. Và quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón gia đình nữ chủ hôn. Xin mời bà tiến lên cùng lễ. Với gót ngọc hài thiêu, áo hồng khăn tía, trong tất cả quý vị thật sang trọng và lịch lãm. Và có lẽ rằng quý vị đến đây để chúc cho hai bên thông gia được tình hòa cát luôn luôn thuận thảo, nghĩa thông gia mãi mãi thấm nồng, và đặc biệt hơn là những tình cảm ưu ái dành cho hai nhân vật chính ngày hôm nay. Ngay giây phút này đây, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về cổng hoa để cùng chào đón đôi uyên ương đẹp nhất, lộng lẫy nhất và hạnh phúc nhất của chúng tôi. Xin được chào đón chú rể Tiến Đạt và cô dâu Thái Trân. Và quý vị hãy nhận một tràng vỗ tay thật gay và thật tròn để chào đón nhân vật chủ đề của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, tình yêu son sắc đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Ngày hôm nay một ngày thật đẹp, thật ý nghĩa phải không ạ? Ngày mà chàng trai Tiến Đạt và cô gái Thái Trân đã thực sự có nhau trong cuộc đời này, trước sự chứng kiến của họ hàng thân tộc hai bên. Và ngay giây phút này đây trên sân khấu là đại gia đình của chúng tôi, bên có dâu hiền, bên có nghệ quý. Xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất. Mời cô dâu chú rể hãy cùng chung tay mở chiếc bánh khao khát dòng suối đồng chảy, thay thế cho sự hài hòa lứa đôi cuộc sống vợ chồng. Dù đây em rót đi nào, tình anh tha thiết thời gian biết không? Rót đi cho má em hồng, cho môi em đỏ, cho lòng anh say. Cái thứ này còn sẽ bên chạy trên tháp ly, từ cho con suối tình yêu bé nhỏ của họ. Ngày đêm vẫn miệt mài chạy mãi không ngừng. Xin mời cô chú để vẫn tiếp trai dù thứ hai, thể hiện tình yêu mặn nồng qua bên trụ nồng cháy. Rồi, được rồi, có rồi. Rồi, ôm em cô dâu nào, chờ lại sao?
Sinh thành đã có công chăm lo cho hai bạn từ vật chất đến tinh thần. Và trong ngày vui trọng đại ngày nay, xin mời cô dâu chú rể hãy dâng dùng các bậc cha mẹ hai bên để tỏ lòng thành kính của mình trong ngày hôn lễ. Để cùng chứng kiến đôi hương cạn ly rượu nồng trong ngày hôn lễ. Và tôi xin được phép làm cầu nối bằng cách bà gia đình. Chúng ta hãy cùng nâng ly, cùng cốc để chúc mừng hạnh phúc của Tiến Đạt và Thái Trân buổi sáng hôm nay quý vị. Nào, một. Ông bà năm được chu hôn trở về bàn gia tộc để quý vị quan khách có phần chú đáo hơn. Xin mời cô dâu chú rể là các bánh cưới để thương hạnh phúc cho cuộc sống vợ chồng. Bên tay các bánh cưới, hai trả lời ngàn bước ngọt ngào sắc son và yêu thủy. Bánh cưới tượng trưng cho lời hẹn ước của đôi tình nhân dành cho nhau, luôn gắn kết keo sơn, luôn phủ đầy mặn ngọt, luôn tinh khiết trắng trong. Cô dâu và chú rể cùng chung tay các bánh, điều đó nhìn rằng họ đã quyết tâm cùng đồng cam cộng khổ vượt mọi khó khăn thử thách của cuộc sống để cùng đắp xây gia đình hạnh phúc của mình, sống với nhau mãi mãi cho đến trọn đời. Sống lại bên người mình yêu, cùng cho phúc vui thương của cuộc sống, cũng như là cùng tận hưởng phúc vui thương của cuộc đời. Thì trong ngày vui trọng đại ngày nay sẽ có một điều chú rể dành tặng cho cô dâu nhớ mãi đến suốt một đời. Đó là một nụ hôn trong ngày cưới. Chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu, dành một tràng vỗ tay thật lớn chú rể hôn môi cô dâu quý vị. Nào, một. Chủ tịch, chú rể Tiến Đạt và cô dâu Thái Trân nhận được tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý vị đã có chút thời gian quý báu của mình để có mặt tại đây. Chúc vui cho ngày vui của Tiến Đạt và Thái Trân và thay mặt cho đội ngũ thời nấu Thu Ngân cũng như là ông thầy ánh sáng Thanh Thiện, chúc quý vị có một buổi tiệc thật ngon miệng và dùng tiệc vui vẻ. Xin được trân trọng kính chào.
quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đậu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lâu. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rót rèn. Riêng ly này tôi chúc chao tân lang, riêng ly này tôi chúc chao giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết cái rần rần. Năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh lại cưới cho vui. Xuân của lòng ta là xuân của tuổi già. Quên hết
sông cạn đá mòn, chỉ cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Trong giấc mơ anh là hoàng tử.